nó sẽ có ghi nè. Dạ. Cũng như cái thuốc viên này là uống 4 viên vào buổi tối. Dạ. Khi tối em mới uống cái thuốc viên này. Còn cái tiếp này đó, mỗi một lần mà em đi cầu. Dạ. Nguyễn Văn Hiếu. Điều em phải nặng nó ra vô cái đầu ngón tay chút xíu, một cục nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Em mới tự em chét vô cái hậu môn em cặn cái ở ngoài hay là thuốc đẩy vô trong luôn? Đẩy vô trong luôn nhé. Yeah. Để sâu để okay. Mà trong khi đó nó rút từ cái chỉ nội nó ra chỉ ngoại luôn. Dạ. Yeah. Nó không còn vĩnh viễn, nghĩa là sau này okay. Nó không còn tái lại em nữa, nghĩa là chữa cho tiệt gốc chứ. Yeah. Không có chữa mà rồi mấy năm sau từ cái trên nó làm hư cái ruột dài em cho nữa. Dạ. Yeah. Nó do nhân đó nó, anh mới có cái tiếp thuốc này. Dạ. Yeah. Yeah. Một ngày uống 4 lần mà mỗi lần là uống một lần luôn hả? Hay là chia ra? Uống 4 viên, rồi buổi tối ngủ trước khi đi ngủ là uống 4 viên này. Là 8 viên hả? Không có 4 viên hả? À 4 viên thôi, ok. Coi như là 4 viên trước khi ngủ là uống cái này. Tối uống có lần tối thôi. Rồi cái này test thì mỗi lần đi restroom. Ồ, khi đi cầu á chứ còn đi tiểu thì không cần. Dạ, nhưng mà đi cầu á thì mới check về hormone á. Dạ, dạ. Mình để mình check sâu mình quơ chẳng được thì nó mới đầu tiên thì nó hơi ấm ấm. Dạ. Cái này nó có bơm mát thôi. nó sẽ rút tất cả những cái gốc gạn của cái chỉ đó, ghế chỉ đó nó sẽ đi theo nó đi ra ngoài, rồi anh sẽ làm cho nó rụng ở ngoài nữa là coi như nó vĩnh viễn luôn. Người ta không biết chữa nên tại vì giờ em đi luôn viện cắt ở ngoài thôi. Thì cái cục mà nó lòi hơi ra ngoài thì bệnh viện nó cắt rồi. Nhưng mà ở trong này nó ra rồi nó nhiễm trùng biết cắt bị cái chỗ đó là mình đi cầu nó dễ nhiễm trùng. Do nên khi em chữa xong em phải thoa cái này để bảo vệ, nghĩa là không bao giờ bị nhiễm trùng. Dầu phấn em chùi không sạch đi nữa nó cũng nằm đó, nó cũng không sao hết trơn. Nó chỉ bổ phận nó hút trẻ ra thôi chứ nó không có vô. Ok, để đây để hồi nữa mình nhớ sách về. Yeah.